ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với Human Fall Flat. Yeah! Yeah! Let's go! Ok, vô thôi. Cái gì vậy cái? Múa, 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 mới vô. Lỗi, xin lỗi, hay múa. Đừng có múa, ở trong đây là múa là thua đó. Đôi à, hay gì vậy? Cái này có thử thách gì không? Trời, tôi có không biết là hôm nay chúng ta nên làm thử thách gì ở trong Human Fall Flat nữa bạn. Tại lần trước là có thêm Camui nữa mà Camui bị hư máy tính mất tiêu rồi bạn ơi. Máy tính của Camui bị hư cho nên là không có quay được. Đó, cho nên đây. Đừng có lên đây, Hiện tại bây giờ tôi đang không biết là chúng ta nên làm là có phần thưởng hay là thử thách gì vui vui hay không. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ video hôm nay chúng ta cứ chơi bình thường thôi mọi người, tại thiếu Camui mà. Đấy. Ôi quá rồi bạn ơi, mình thiếu Camui chơi game nó mới dễ hơn. Đỡ gọi là hố đen. Vậy luôn hả? Ok ok, chỗ này tôi thấy là kéo cái này qua nè, để mình đi qua nè. Sim ơi, đi qua nhanh đi Sim. Để vậy Sim. Ai đang đi nè? Hà Tham nè. Cái gì vậy? Ai tôi cũng bị té luôn mà. Trời ơi, kéo kéo lên phụ cây ơi. Rồi Sammy buông tay ra, Sammy buông tay ra, cây mới kéo được. Cầm tay tôi. Mình dớ không thôi. Mình dớ không thôi. Ủa thật sự đó trời. Kéo đồ sao cười mất các bạn ơi. Trời ơi trời. Trời, tôi thấy Sammy nghị lực quá bạn ơi. Nhìn Sammy đúng nghị lực luôn. Đây làm lại, nha. Hồi nãy giới không tới. Rồi nắm cái tay. Chưa. Phải nắm đúng cơ, Cái gì vậy? Sao mà ông nắm vô cái thành hoài vậy? Ông phải nắm vô cái tay Sam chứ. Ông nắm được vô vậy? Thôi mệt quá, thua đi. Thua hết đi, mệt quá. Đây, tôi té nhưng mà tôi vẫn giữ theo Sam nè. Đừng ai đi theo tôi, đừng ai cứu tôi thấy khổ. Dù có thế nào vẫn nắm tay Sam đúng không? Sammy hồi nãy Sammy kiểu mọi người ai cứu tôi với. Cuối cùng Sammy cứu hết tất cả mọi người. Buồn quá. Thôi bây giờ chơi đoàn kết nè. Ok, bây giờ là mình phải đoàn kết nè, tập trung như nào rồi. Bây giờ đoạn này đi qua bằng cách nào đây? Đoạn này đi qua bằng cách nào đây? Từ. Mày phải kéo qua nè. Đó, để cho cái đèn nó rơi xuống. Rơi xuống làm gì? Ui, làm gì? Nó làm gì? À, hiểu rồi. Mình lấy cái thùng này mình đem qua đây để mình leo trên kia kìa cho nó cao cao phải không? Đó, mình kéo qua, Đó. Ủa sao mọi người thông minh quá vậy? Mình nhìn vô mình không biết làm gì luôn. Tại vì bạn thôi bỏ đi. Hả gì? Tại vì sao? Đâu gì? À bây giờ nè mọi người, để tôi giữ cái thùng cho rồi mọi người leo đi, không thôi nó lăn á, Đây tôi giữ nè. Leo lên. Rồi giữ. Rồi đây con. Nhảy qua, nhảy qua. Nhảy qua, rồi ok, mình qua được rồi nè, cái nhà ơi. Rồi ok. Lên đây, để cây nắm tay xin. Rồi ok, Sam lên đi, yên tâm đi. Cây nắm tay đâu, lên đây Sam ơi, để em kéo cái đầu Sam lên nè, lên đây. Ok, ok, rồi cho mày kéo cái đầu Sam lên nè. Chết, cái chân gà, trời, trời, cái thùng này nặng quá mấy ông ơi. Bây giờ sao đây, cái thùng này nó nặng quá, từ à đây tôi hiểu rồi, mình kéo qua thế này nè Sam, ở đây mình kéo qua thế này nè, đó nên là được nè, không từ ô hợp lý chỗ này xuống nè. Rồi ok, được rồi rồi Sam leo đi. Mở cửa mọi người đi qua nè. Ủa đâu? Ủa mở rồi hả? Trời ơi. Bà không nói đại luôn cho tôi biết. Khoan từ, còn cái này là gì đây? Cái này là lắp cái ống vô đúng không? Ống lắp tôi vô vậy. Sim ơi, phụ phong với, Sim đứng nhanh vậy Sim. Cái này nặng lắm. À, mình phải lắp cái ống này vô để cho cái cửa nó mở ra. Xô cà. Ủa vậy vậy kìa, còn thiếu một cái ống nữa nè, còn một cái ống nữa đâu? Không đủ độ dài. Cái là bên kia rồi. Bên kia rồi. Đi kiếm. Đi kiếm cái ống đi. Đây là mình tháo cái ống này ra, mình lắp vô ống kia ta. Ủa được. Ủa, ống cửa mất tiêu rồi các bạn. Không hay, từ. Không, được nghe. Đúng. Đây, từ. Mình tháo cái này ra, rồi mình lắp vô cho nó mở cái cửa bên kia ra, rồi mình nhảy qua thôi là được. Đây, Sim phụ phong. Đúng rồi. Đây, cái cửa bên màu xanh này nè. Cửa bên màu xanh này nè. Rồi, Sim, bây giờ mình nhảy qua đây nè, mình nhảy qua thôi. Nói không? Trời, thông minh quá. Làm gì? Ủa sao cửa đó chưa mở ra vậy? Gạt cái cần mấy ba ơi, phải gạt cái cần này xuống chấn cái nút gì. Trời ơi, lỗi. Cay ron táo quá. Cay. Tại mình ngu quá, xin lỗi. Cay mình nói bạn nghe nè, sao mà Camui bà không có trong game là mình thấy bạn là người báo nhất vậy ta? Từ tại vì mình với Mui là chung một nguồn rồi bạn. Mình với Mui chung một nguồn kìa. Ê bạn ơi, tôi thấy cái ống ở trên đây nè bạn. Cái ống trên này nè. Có vẻ là mình phải đẩy cái ống này đi rồi. Từ từ để tôi xem coi, cái là gì vậy? Mình phải đẩy cái thùng nó xuống, Đây xuống. Biết làm gì không? Để coi. Ủa? Ủa? Nó rớt dưới rồi. À, rồi. Đây, để phong. Rồi, okay, okay. Rồi Sam đẩy xuống đi, Sam đẩy xuống đi. Ừ. Cái, phụ phong, phụ phong nha. Ê! Dưới đây.
kỳ vậy? Từ ba người đó, từ ba người, từ từ bây giờ tôi sẽ Simi đứng đây phụ nha. Bây giờ phải ba người mới kéo nổi. Rồi rồi rồi. Ok ok rồi rồi, cai qua bên kia luôn đi, để phong kéo qua cho. Ok 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 ok. Giơ tay lên. Giơ tay lên nha, giơ lên nha. Đây đẩy qua nè, đây nè, phong phong đẩy qua nè. Ôi! Rồi kéo đi, kéo. Đây, để phong phụ. Ê! Đây. Chịu rồi. Ê, Sam, xin đáng giữ nha. Đáng giữ nha. Giữ đi, để không qua. Xem người đáng giữ nha. Rồi, kéo. Kéo lên đây em ơi, kéo lên. Kéo. Cái gì vậy bà ơi? Để mình kéo bên này, mình kéo bên đó đi. Ok. Kéo. Ê, để phong. Kỳ quá, kéo mãi không được. Mình té theo. Thả luôn đi. Trời, cũng cố gắng hết sức rồi đó, trời. Bây giờ lại nha, xuống lại nè. Ok, lại nha. Chắc chắn phải làm được mà. Làm được, yên tâm trời, bọn mình đúng công trình rồi đó. Lui, đúng rồi. Hay quá. Rồi. Ủa rồi hay vậy, giờ làm sao ta? Không biết rồi. Cái này. Chưa, để cái thùng ra. Kéo cái thùng ra. Kéo cái thùng ra. Ai trời. Ủa được chưa? Được chưa? Khoan từ cũng không phải. Để cái thùng vô. Trời té rồi, để cái thùng vô cho nó lật lên hiểu không? Phải không? À. Đẩy thùng vô hả? Rồi đây đẩy thùng vô đúng không? Nghe tôi đi, đẩy thùng vô. Rồi tôi nghe Sam nha. Thấy gì? Hội chị em thông minh, anh em mình báo quá coi. Mình thấy mình chơi xong trò này cái mình thấy mình cô à lòng mình thấy mình sao hết ta? Lắp vô nè. Đấy rồi, được rồi. Bây giờ mình leo lên nè mọi người ơi, Cái rồi, leo lên. Từ từ xem. Để cây. Rồi. Anh Hi. Rồi, để phong. Bỏ tay ra. Mà nắm tay tôi làm gì? Ông nắm tay tôi á. Trời ơi, tôi nắm tôi. Mọi người lên đi, tôi kéo mọi người lên cho. Đây. Cậu quay lên bình thường cái gì ta hết cười. Để cái số lòng hồng mới chơi được. Xem là không. Được lâu rồi, game được lâu rồi. Rồi mình nhảy xuống, dưới đi cây. Đánh nhau, đem cây. Cầm gậy luôn ghê. Đánh nhau. Từ ở bên này là chúng ta làm gì nè? Tính ra này dễ nha. Bám vô này là được chứ có gì đâu. Gái không? Rồi, đừng có cầu rồi, đi qua. Ôi trời ơi, tôi hơi bị xịt. Cái gì cay, cái lực cái cầu ơi luôn cay. Xin lỗi. Ai chị em làm lại hình như vậy thôi. Chị muốn sao hả? Lấy quá rồi, nhảy quá rồi chú ơi. Simi nhảy gì mà cũng không tới đấy Sim, kỳ vậy. Nè sao, nhiều quá. Để tôi nha, bây giờ cay leo nó đi, phòng nâng lên cho chị em nhảy đi. Cái gì vậy? Rồi, ok. Trời, vậy cũng té được nữa. Rồi, đúng rồi, Sim đó lên, hay quá. Đúng rồi, ok. Rồi, còn Sam nè, nhanh. Rồi, ok. Ok rồi. Bên này kẹt cái này xuống là được. Không được, dễ vậy. Hình như là mình phải khởi động cái gì nữa phải không? Đúng rồi, chứ bên này có gì đâu đúng không? Tôi giữ lại cho. Từ có cái ống nó truyền qua đây, xuống dưới đây. Rồi Phong hiểu rồi. Bên này nó có cái lò than nè, mình phải bỏ củi vô mình đốt. Trời ơi. Nhưng mà khoan. Vậy là bây giờ chúng ta phải lấy lửa đó, mà lửa là lửa nằm ở bên đây nè. Lửa trên kia kìa, nhà đang cháy kìa, qua lửa kìa. Okay, bây giờ bên này nha. Từ Sim đừng qua. Sim xuống đi. Sim kéo cái tấm ván đó qua. Xịt qua đây nè, xịt qua bên đây nè. Đợi xíu. Nhanh lên. Ok.
Rồi giữ nha, giữ nha, giữ nha, giữ giữ nha, giữ nha. Cây Phong cầm cái cây nè. Ôi! Rồi mất cái cây luôn. Trời ơi, tao giữ mời đó nha. Còn cái cây trong này vậy? Từ cái cây là của đây sao ai quăng đây vậy? Cái cây đó đi mình lấy lửa xong mình đem mình bỏ cái lò than á. À đúng rồi, đúng rồi, cây với tay cái lấy. Cầm cây. Rồi rồi rồi, đúng rồi. Qua bên cái lấy lửa cây. Cây báo đi lấy. À để Phong, để Phong, để Phong sim giữ nha, sim giữ nha, để Phong, Mẹ ơi, tôi gái không giữ cầu lên sao trời. Giữ nó sim cho nó lên cơ được. Đi sim giữ lên cơ cho mạnh mẽ hơn. Áo tháo cái khúc gỗ ra. Ok từ từ đi, Phong tháo cái gỗ ra. Rồi cây, cây. Cây đưa cây cho Phong, Đây nè, dưới nè đó. Nhìn hay quá. Được, cầm được. Không được. Sao quá. Được. Hay quá. Rồi để Phong vô lấy lửa nè. Vô. Thần cháy người nha. Có lửa nè mọi người ơi. Rồi, đây lửa cho. Ai quá, quá ngầu, quá ngầu. Đây đây đây. Nhét vô. Bỏ ở đây đốt. Cháy luôn. Rồi, cửa mở rồi. Rồi qua. Đạp cho mặt tôi đúng hả? Xin lỗi xin. Trời ơi, tôi cực khổ, tôi giữ cái cầu với người đạp cho mặt tôi cái bọt vậy. Trời ơi, mặt cái gì á, tịnh mặt gì kì đấy hả? Rồi. Bên này là gì đây? Bên này có cái tấm ván nè. Từ mọi người kéo tấm ván lên để mình xem thử coi cái này qua sao nè. Ở bên này là nó có một cái xe nó đang làm rơi mấy cái thùng xuống bên dưới. Rồi còn tôi nghĩ là tụi mình kéo tấm ván qua để cho cái thùng lăn bên kia chắc chắn luôn. À, hợp lý. Rồi bây giờ vậy nha. Mình kéo tấm ván xịt xịt qua bên đó đi mọi người rồi mình nhảy qua. Rồi mình kéo qua. Không hiểu gì ta. Cái gì vậy? Rồi đây đây. Đây đó, cầm nè. Cái khỏe quá vậy? Trời ơi cái khỏe vậy? Sammy buông tay ra. Báo rồi. Rồi, từ nha. Đây, tôi dưới này. Ok. Cái đó chạy một phát một luôn, chạy nhanh một phát một, chạy qua đi luôn. Ơi, trời ơi. Đúng rồi. Kéo Sam, kéo. Đúng rồi, kéo. Rồi, ok. Hợp lý. Rồi ok. Phải có một cái người hy sinh là đúng không? Phải có người đúng hy rồi, sinh. Đúng rồi, mình phải có một cái người phải hy sinh vì đồng đội chứ. Sam ơi, Sam mập quá, Sam tránh ra để Phong đi qua cho. Nhiều gì? Đó té rồi. Giữ lại. Giữ cái tấm vén lại. Mình giữ lại. Giữ cái tấm vén lại. Giữ cái tấm vén lại nha, giữ cái tấm vén lại nha. Rồi, đi ra đây. Để Phong qua đó trước. Từ từ, mình mới chỉnh sao cho thẳng đó mọi người. Rồi, kéo cái tấm vén lại cho Phong. Mẹ ơi, cái cục không bị bong cho cái. Rồi ok. Trời ơi, mất cái tấm dáng luôn. Sao để quay như vậy? Báo thực sự ao đây, tấm dáng vẫn còn mày quá. Hình như đoạn này mình không cần tấm ván đâu. Bỏ đi. Giờ mình nhảy qua được vậy. Hết rồi. À cũng được mà. Nhảy qua không được. Bây giờ nè, một người giữ tấm dáng, còn những người còn lại nhảy qua đây tôi giữ nha. Rồi mọi người nhảy qua đi. Mình đi qua thôi được mà. Rồi cảm ơn anh luôn cận nha. Tôi hy sinh gì mọi người mà. Đây bây giờ tới lượt tôi qua nè. Người ta giữ cho nó chắc chắn đó chị Hai. Cái gì đúng quán? Bà này bà ép thật sự rồi. Rồi mọi người leo đi để tôi giữ lại cho. Tôi là sức mạnh ra. Mập quá. Chú cuốn này mập quá. Mập quá hả Sim? Mập quá Sim? Mập quá. Mọi người nhìn Sim kìa, có cái bụng của Sim lòi đây. Tôi cũng mập quá. Mi leo không được kìa Sam. Trời ơi, tôi cũng mập quá ông ơi, thông cảm đi. Đây mọi người giữ cái thùng của tôi, tôi lên cho. Lên đi. Hey. Trời ơi, đơn giản quá. Trời ơi, Phong nhảy lên cái bột luôn ba. Đây, Phong hả? Phong mặc dù Phong cũng mập nhưng mà gọi là Phong dẻo phải không? Đấy mọi người bám dưới chân Phong là không kéo lên. Yeah, mình lên được rồi. Yeah. Rồi, lên. Vượt qua cái đúng một map thôi mà khó quá vậy. Rồi lên. Rồi, ok. Rồi ok. Rồi Simi dưới nha. Lên đi Sim. Tôi để ý nha, tính ra là bọn mình đang chơi là thích chơi map nào là chọn map đó, chứ mà mình không có theo đúng quy trình mọi người ạ. Là sao? Là hôm nay mình đang chơi map số 1 thì ngày mai mình chuyển qua mình chơi map số 10 luôn á. Cái map này là map hình như cái map gần cuối luôn rồi đó. Dạ. Hèn gì nó khó thế trời ơi. Hèn gì khó dễ sợ. À mọi người ơi, tôi lại làm gãy cái thang rồi. Ủa? Sim ơi, Sim mập tới nỗi Sim làm gãy cái thang vậy Sim? Ủa mà khoan, từ từ, bây giờ tự nhiên mọi người qua đó làm gì vậy? Để coi bên này cần cái gì không nè.
Tôi bị rớt vậy không biết gì đâu. À, cái ống, ở bên kia, có hai cái ống ở phòng. Mình nghĩ là hai cái ống đó mình sẽ kết nối vô đây nè. Mình đúng biết rồi. Mình biết, nhưng mà làm cách nào để đem cái ống qua được đây? Cửa bị khóa mất tiêu rồi. Đây mà đường này nè, mình cầm ống qua đường này nè. Trời ơi, mình chỉ vừa nhảy vừa cầm theo cái ống sao nhảy nổi. Từ đi vòng vòng đây chắc chắn nó phải có cái gì đó giúp chúng ta mở được cái cửa sắt đó nè. Ừ đúng rồi. Trời nó cái cửa kêu 8.000 từ luôn mà. Xem ơi, mình với bạn động não đi chứ ta không biết gì đâu. Giáp xuống bạn rồi đó. Ok, ok rồi. Xem giật ống kìa. Ủa sao xem giật cái ống mà làm gì xem? Mình biết là giật rất là tào lao, nhưng đôi lúc người ta bảo là đôi lúc chúng ta không cần một sự hợp lý là chúng ta chỉ cần thấy đẹp là được à. Đấy. Không, mà cái ống này không phải, cái ống này có lên tận 3 đầu lận, không phải. Không phải rồi. Ông hai đầu nè, tôi nghĩ hợp lý nè. Lắp vào hai cái ống nè. Đó, lắp vô. Cái ống này của Sam hợp lý nè. Từ từ. Cái đầu đó, cái ống này bên này. Lộn đầu rồi. Mình lật lại. Thôi không, mình lật lại là được, cái gì đâu. Từ rồi, lắp vô. Rồi, cái lắp đúng có cái. Trời, cái này, cái báo á cái. Lắp vô đó. Đó, mình nhảy lên là được đó. Mình phải lấy cái gạt này nè, cần gạt với đây nè. Mọi người nối một đường qua kia, nối một đường qua đây nè. Mình dựng ra giờ đây. Tôi hiểu rồi. Hiểu thiệt không? Hiểu. Ê, mọi người nó mở rồi nè, nó mở rồi nè. Yeah. Ủa sao cái cửa bên này mở, cửa bên đây cũng mở không vậy? Nói cho nè, hình như là cái cửa này mình lấy cái ống á, đây nè. Rồi lấy cái ống đi. Ủa cái ống trên này cao quá, sao leo lên được cây? Lấy cái tấm này nè bạn, mình nghĩ là chúng ta sẽ lấy cái tấm này nè. Đây, hãy nhìn tôi nè. Ôi ghê. Simmy kéo sập rồi. Simmy ngầu quá. Simmy sai tao mà. Trời ơi, mình sợ quá. Đừng làm cây sợ. Cây ơi, bạn nhìn cái đống đó, bạn nghĩ đến số phận của bạn trong tương lai đi nha. Bây giờ mình phải coi sao để mình lắp cho nó đúng nè. Từ từ. Giờ mình sẽ ngồi nhìn mọi người lắp nha, tại mình nhìn mà không biết gì hết. Cái gì cũng biết chơi vậy. Cái gì cây cũng biết chơi vậy cây. Rồi, rồi đó. Rồi. Còn ống thẳng thẳng nữa. Rồi ok, ống này lắp thôi, kệ luôn đi, cứ lắp đặt. Trong khi mà mọi người đang lắp thì mình cứ kiểu ổn. Đây thì thử lắp cái này coi. Phải không? Được mà, cứ lắp đi. Trời ơi. Được mà đúng không? Ok, lắp vô rồi. À đúng nha. Ê, coi phòng nè. Đây. Đó đúng rồi, chính xác đúng rồi. Đó, rồi, cái ống này lắp vô. Ống thẳng lên. Đúng luôn, quá đúng. Đúng rồi. Đây làm theo phòng nè, từ lắp cái này vô đây. Chắc phòng chắc mà. Rồi yên tâm, tin phòng đi, tin phòng đi. Phòng kỹ sư mà. Đó. Rồi sao? Cái khỏi nó bay đây là cái ông nằm đi. Vậy bây giờ ở này đi cay, bạn lấy cái mông của bạn mình bịt cái khỏi. Được, đây để mình đi ra đi. Cái này là mình. Đi ra để mình dùng cái đầu. Trời. Úp cái đầu vô. Ông úp cái gì vậy? Úp cái đầu. Cái gì ok kìa. Nó dính vô cái ống bên kia vậy. Kéo ra. Sao nó chắc quá vậy? Rồi ok. Rồi vậy nha, tôi làm theo ý đúng ý mấy bà nha. Đảm bảo là có cửa chắc luôn. Tin chuẩn chưa? Chuẩn rồi. À đây, mình biết rồi. Đúng rồi. Thấy chưa. Minh quá đúng rồi. Yeah, trời ơi. Đúng rồi, chuẩn ông ơi, phục cực ơi. Chuẩn không cay. Chuẩn. Trời ơi, chị em đã đúng rồi đúng không Sim? Thấy chưa, chị em Minh nè. Tránh ra, đừng ai cầm vô cái. Quá. Đừng ai cầm vô cái ống hết, để tôi nhấn nó xuống cây, nhấn nó xuống. Chưa vô, rồi bữa cậu sẽ xói qua đi nha. Chưa vô. Ủa sao nó chưa vô nữa, từ đẩy cho nó vô. Bùng lên. Đạp xuống. Mọi người đừng có nhảy tưng tưng trên cái ống, trên cái ống. Ê, nó xịt cái kìa. Trời, nó bung hết trơn rồi. Ê, mọi người thật là thông minh, wow. Bung rớt rồi. Trời ơi, cái ống hoài vậy mệt lắm. Đây, bên này lại tiếp tục là cái ống nè. Cái ống nằm bên kia, mọi người mình chạy của mình lấy ống đi. Ba môn phối hợp nè, chúng ta phải phối hợp lại với nhau nè. Rồi, Simmy cầm cái ống. Simmy cầm cái ống, Simmy đưa cho Phong, không kéo qua cho. Đưa chị nè. Đưa chị đi. Đưa Phong, đưa Sam cũng được hết. Đưa cho em được hết. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi. Cảm ơn. Giờ tôi thấy cái vô dụng gì ta. Cái đi qua đi lại làm cái gì không mà cái ơi.
Người ta thì người ta cố đi qua mà. Làm gì có ít đi nào. Làm gì có ít xíu đi cây ơi. Trời ơi, ít ra bạn cũng phải qua để bạn giữ mọi người lại giúp. Đây đi ơi, mình qua rồi nè đó. Đây đây, đây để Phong, để Phong. Phong cầm cái ống, Phong nhảy qua cho. Hey. Ok. Mọi người vươn tay ra nha, để Phong đưa cái ống nè. Giờ nó lên nào. Rồi, đây đây. Ống nè, chụp đi, chụp. Rồi, kéo qua, kéo qua, kéo qua. Ê, cứ chân té. Đừng mọi người, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Nhảy đi. Trời ơi. Trời ơi, lại té nữa rồi, lại ra, bực bội thật sự. Đây đây. Bây giờ nha. Rồi, cái giữ nha. Tôi làm. Rồi đi qua. Đi qua cây, bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. Đây đây, tôi giữ lại, tôi giữ lại. Đừng có nghiêng, đừng nghiêng. Rồi, qua luôn. Rồi, ok. Rồi, hay quá. Rồi, cắm vô. Trời ơi, kéo qua. Rồi, đấy. Rồi, đó. Vô, ok, hợp lý. Ủa gì vậy? Trở thành thợ sửa uống nước nha bạn. Ủa rồi. Cái gì mới mở cái không? Có gì nó xuất hiện không? À, tôi hiểu mọi người ơi, hình như lắp cái ống xong mình phải lên trên cái xe phía trên đó. Bây giờ mình kéo cái thùng này ra đi, kéo. Ok, đúng rồi. À, đây, cái thùng bên kia nữa, cái thùng bên này nữa. Phải hai thùng mới leo được. Bà Simi bên tính làm Spider-Man. Tưởng là có thể làm được. Đúng rồi, kéo qua anh em, chúng ta kéo qua nào, đồng lòng như thế là tốt. Đó, đúng rồi. Ê, đừng. Rồi, ai muốn được. Đừng để cho cái thùng nó đứng lên, hiểu không? Đừng để cho cái thùng đứng lên, mình leo được đâu. Tôi giữ cho. Đây, để Phong lên cho. Rồi. Đấy, leo lên. Rồi. Ok, Phong lên rồi nè. À, vậy là mình kéo cái cần cẩu cho nó đi qua bên kia. Mọi người leo lên cái cần cẩu đi. Mọi người leo lên. À không, leo lên cái thanh màu đỏ. Đây. Cái thanh màu đỏ bên kia. Yeah. Leo lên. Ok. Đợi xíu. Woo! Leo lên, rồi ok, rồi đứng im nha, đứng im nha. Giữ nha, để Phong kéo qua nè. Giữ rồi. Dậy xuống mọi người. Xuống đâu. Ủa xuống đâu ta? Làm gì ta? Cái xích đu vậy? Rồi full này đó, full hết mức rồi đó. Rồi qua cay đi qua rồi. Qua đây. Hey! Yeah! Rồi. Phong ơi, cố lên Phong. Ôi mình té luôn nè bạn ơi, bạn đu làm cái gì? Đu làm gì? Màu gì vậy? Rớt xuống ơi. Bạn coi mình múa, bạn coi nè. Spider-Man. Bên này trời ơi, lại tiếp tục lắp ống nữa hả? Sao nhiều ống quá vậy? Trời ơi, làm công là gì, làm thợ sửa nước rồi. Mình ghét cho đây. Trời ơi. Giờ này là mơ quay cách nào rồi đó chứ, đã cho một cái vé rồi kết thúc được. Bây giờ là mình phải lắp ba cái ống này, nó nối vô trong cái ống này. Trời ơi, khó nha. Mình nó có cái ống nào không vậy? Có. Trên này có một cái ống nè. Ok, để Phong. Ơi. Rồi, lên đi, leo lên, đúng rồi Phong ơi. Leo lên. Không qua rồi nè. Lạnh quá. Ê, tôi ý từ nãy giờ Kaidon chỉ có đứng nói đúng một câu. Hay quá không ạ? Đúng nói một câu thôi. Ôi, mình đâu biết nói gì đâu. Bây giờ mày muốn mình phân tích đúng không? Cái ống này á, nếu mà theo nguyên lý định luật Pythagore á thì giờ mình phải sử dụng. Ê, sai rồi. Ủa, khoan từ, chị tính ra cần gì mấy cái ống kia ta? Kỳ vậy? Hả? Nhiều ống quá. Nghe ông nói ba. À đây, trên này còn. Ây da, tôi vướng cái đầu. Đu lên mọi người ơi, cái này mình đứng đu lên. Mọi người ơi, tôi bị vướng cái đầu, tôi vướng. Đu lên. Tôi vướng cái đầu. Ê, đây, nè Phong ơi, bạn dám nói mình nó phụ được gì không? Mình lên đây mình lấy được cái ống đó nè. Cái ơi, nhưng mà bạn kéo mình ra. Thôi bạn ơi, cho nó đi, chơi vui. Mình vướng cái đầu dưới đây, xíu mới kéo mình giúp. Đây, tôi đem cái ống về đây em ơi. Kéo giúp tôi cái đầu ra, cái tôi vướng cái đầu. Đây, kéo không? Rồi. Ủa bây giờ là mình phải nói cho nó xoay mạnh hơn đó. Ê bạn ơi, hình như mình làm ngược. Ê ngược rồi, lộn rồi bạn ơi, ngược rồi, xoay. Tôi đang từ xa tôi nhìn mọi người. Đúng rồi bạn ơi. Đúng rồi bạn ơi. Xem cũng nhìn mọi người. Bây giờ bạn lắp cái ống này vô đi cây. Giờ mình mới múa rồi bạn coi nè, nãy giờ là mình chế bộ rồi. Chứ còn mấy miếng này dễ mà chơi. Ừ dễ mà, ừ. Xem làm gì mà chơi như thế nào lắm mọi người. Làm gì xem. Cô vũ đó. Xin coi một. Ê, để tôi làm nó cho. Trời, mất thời gian thật sự. Cái đó làm mãi chưa lắp mình, công. Mình làm xong rồi bạn mới bỏ vô. Giờ bạn bảo mất thời gian. À, xây mạnh hơn nè. Chuẩn bị bay nha mọi người nha, chuẩn bị bay nha. Trời ơi, tôi lại xả rồi. Ôi, sập nhà mọi người ơi, sập nhà ơi. Sập nhà luôn kìa. Oh my god. Ủa khoan. Vậy là bây giờ chỉ cần nhảy xuống dưới đây thôi, chúng ta sẽ thắng đúng không? Yeah! Ok bạn ơi, vậy là hôm nay mình lại tiếp tục vô thêm màn nữa rồi.
rồi. Và màn thứ hai này chúng ta sẽ dành cho tập tiếp theo nha. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Bye bye, yêu mọi người, tạm biệt. Khổ thật sự.